Xin chào quý vị. Video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái loại trái cây cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó thì chính là trái táo. Trái táo thì có lẽ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và được ví như là nữ hoàng của các loại trái cây. Và trái táo thì cũng thuộc vào cái nhóm siêu thực phẩm. Trong trái táo thì có vị chua của axit, vị ngọt của đường và vị chát của tannin. Có táo đỏ, táo vàng, táo xanh. Trái táo thì không những là cái thực phẩm rất là được nhiều người ưa thích, thơm ngon, bổ dưỡng, mà các nhà khoa học cũng đã chứng minh được trong trái táo có chứa rất nhiều những cái thành phần có tác dụng, đó là hỗ trợ cũng như là chữa trị rất nhiều căn bệnh hiện nay. Vậy thì trái táo có những cái đặc tính gì và có những tác dụng cụ thể gì đối với sức khỏe của chúng ta, thì mời quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu trong video này. Những thông tin cần biết về quả táo. Táo là loại trái cây được mệnh danh là siêu thực phẩm. Dưỡng chất nổi bật nhất của táo là carbohydrate, hay còn biết đến đó là chất bột đường, tồn tại dưới dạng đường phức. Đây là loại đường phân giải chậm. Táo chứa rất ít chất đạm cũng như chất béo. Trong 100g táo thì cung cấp 59 kcal. Chỉ số đường huyết, tức là chỉ số GI của táo là 53, tương đương với chuối. Đây là thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số GI thấp. Chỉ số này cho thấy mặc dù táo khá nhiều đường, nhưng khi sử dụng, đường trong táo được hấp thu từ từ vào máu, vì thế không gây hiện tượng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Vì vậy mà táo tốt cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Đặc biệt, chỉ số ORAC của táo là tương đối cao. Trong 100g táo đỏ có 4.925 đơn vị ORAC. Các nhà khoa học khuyến cáo mỗi ngày chúng ta nên hấp thụ tối thiểu được 7.000 đơn vị ORAC. Đơn vị ORAC chính là cái khả năng chống oxy hóa của thực phẩm. Trong số các vitamin trong táo nổi bật nhất là vitamin C, vitamin E, các khoáng chất bao gồm kali, sắt và bonzon. Táo giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan, đóng vai trò như một cây chổi giúp hỗ trợ đào thải các độc tố theo phân. Táo xanh cũng như các loại táo khác, táo xanh chứa axit malic hỗ trợ tiêu hóa. Táo đỏ chứa hàm lượng các hoạt chất quercetin thuộc nhóm flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Táo vàng chứa nhiều pectin giúp hạn chế hấp thu quá nhiều chất béo. Từ những lợi ích chỉ dẫn kể trên mà táo được chỉ định để sử dụng để điều trị một số bệnh như bệnh tiêu chảy có liên quan đến dạ dày, ruột, các bệnh về gan, bệnh cao huyết áp, tràng bội nhiễm, bệnh gút, mỡ máu cao và chứng xơ vữa thành mạch, sỏi mật, loãng xương, bệnh tiểu đường, ung thư ruột kết. Và cụ thể thì táo có tác dụng để hỗ trợ cũng như là chữa trị những cái căn bệnh kể trên như thế nào, thì mời quý vị chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong video này. Công dụng thứ nhất của táo chính là trên hệ tiêu hóa. Táo rất tốt trong cái việc về điều hòa chức năng của hệ tiêu hóa. Không những có khả năng đối với bệnh tiêu chảy mà táo cũng rất tốt trong những trường hợp bị bệnh táo bón. Bởi vì trong táo thì có chứa cái chất pectin. Đây là cái chất xơ hòa tan, nó đóng vai trò như là một cái chất hút tất cả những cái độc tố do vi khuẩn đường ruột gây ra. Mà chính những cái vi khuẩn này cái tác nhân gây ra những bệnh về đau dạ dày cũng như là những bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa khác. Bên cạnh đó thì ở trong táo cũng có chứa cái chất chát, đó là tannin, thì sẽ giúp cho làm xe cái niêm mạc đường ruột, cùng với cái hàm lượng rất lớn axit malic trong táo thì sẽ hỗ trợ cũng như thúc đẩy cái hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển. Chính vì vậy mà mỗi ngày sử dụng 1-2 quả táo thì sẽ rất tốt cho cái việc hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của chúng ta, phòng tránh được rất nhiều căn bệnh do hệ tiêu hóa gây nên, kể cả là ung thư ruột kết. Một lưu ý khi sử dụng táo thì trong những trường hợp mà chúng ta tiêu chảy hoặc táo bón bình thường thì chúng ta có thể sử dụng táo cả quả, ăn cả vỏ. Nhưng trong những trường hợp mà có ảnh hưởng đến một số cơ quan bộ phận trong hệ tiêu hóa dẫn đến cái sự hấp thu kém, thì chúng ta nên dùng nước ép táo để cơ thể chúng ta dễ dàng hấp thu hơn. Và cái tác dụng thứ hai của táo đó là phòng tránh cũng như là điều trị bệnh ung thư ruột kết. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên động vật tại Nhật Bản đã cho thấy
cái chất pectin, chất xơ hòa tan trong táo có khả năng ức chế cái sự phát triển của khối u gây nên cái chứng là ung thư ruột kết. Ở đây mặc dù là trong phòng thí nghiệm ở trên động vật nhưng cũng đủ cơ sở để có lời khuyên dành cho những người mà có nguy cơ bị mắc ung thư ruột kết, cũng như những người mà được chẩn đoán bị mắc ung thư ruột kết đang điều trị ung thư ruột kết thì nên sử dụng táo để chữa trị cũng như là phòng tránh cái sự tái phát của căn bệnh này. Và cái tác dụng thứ ba của táo thì đó là giúp ngăn chặn cái bệnh cao huyết áp. Cũng như cái nghiên cứu của Nhật Bản ở cái khu dân cư mà người dân có thói quen sử dụng rất là nhiều muối trong khẩu phần ăn của mình, thì với những cái người mà thường xuyên sử dụng táo thì cái huyết áp của những người này thấp hơn nhiều so với những huyết áp của những người dân cư cùng nơi chung sống. Điều này có lẽ là trong táo thì có chứa rất ít natri, một cái loại muối mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày, trong khi đó thì lại rất là nhiều kali. Chính vì thế mà đã góp phần vào cái việc giảm thiểu cái sự tăng huyết áp của đối với những người dân ở khu vực này. Vì vậy mà để phòng tránh cái chứng cao huyết áp, đặc biệt là đối với những người mà có thói quen ăn mặn, thì chúng ta nên sử dụng mỗi ngày từ 1 đến 2 trái táo thì có tác dụng rất tốt để ngăn ngừa cái bệnh cao huyết áp. Và cái công dụng thứ 5 của táo đó là giúp giảm mức cholesterol trong máu, hay còn biết đến đó là mỡ máu. Bởi vì trong táo thì có chứa chất xơ pectin hòa tan, khi sử dụng thì sẽ giúp ngăn cản cái sự hấp thu muối mật cũng như là hấp thu chất béo từ đường ruột. Vì thế mà táo rất có lợi ích trong cái việc phòng ngừa cũng như là chữa trị cái chứng mỡ máu cao. Và đối với những cái trường hợp mà bị mỡ máu cao thì các nhà khoa học cũng có khuyên là mỗi ngày nên sử dụng từ 2 đến 3 trái táo và dùng liên tục trong vòng nhiều tháng thì sẽ có kết quả không những là giúp ổn định được cái lượng mỡ máu mà còn rất tốt cho sức khỏe. Cái công dụng thứ 6 của táo thì đó là giúp bảo vệ thành mạch và phòng tránh cái chứng xơ vữa động mạch. Trong táo thì có chứa khá nhiều cái hoạt chất và flavonoid, đặc biệt thì đó là cái chất quercetin. Quercetin thì sẽ giúp ngăn cản cái sự lắng đọng của cholesterol xấu vào thành động mạch, và đồng thời thì ngăn cản cái sự gắn kết tiểu cầu tạo thành những cục máu đông. Bên cạnh đó thì trong táo cũng có chứa khá nhiều nguyên tố đó là kali. Kali thì sẽ giúp cho bảo vệ thành mạch, tăng cường cái độ dẻo dai của thành mạch. Vì thế thường xuyên sử dụng trái táo thì sẽ giúp tăng cường sức khỏe thành mạch, hạn chế được cái chứng xơ vữa động mạch. Đây là những nguyên nhân dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim cũng như là đột quỵ. Công dụng thứ 7 của táo thì đó là giúp phòng tránh cái sự hình thành sỏi túi mật. Nhưng táo không có tác dụng đó là đào thải hay là chữa trị sỏi túi mật. Đây là một lưu ý rất là quan trọng. Trong một số những cái nghiên cứu tại trường đại học của Pháp ở trên động vật trong phòng thí nghiệm thì cho thấy táo có khả năng là tăng tiết mật, giúp gan thông thoáng. Đồng thời táo cũng giúp làm lỏng mật và tránh cái sự hình thành sỏi trong túi mật. Chính vì cái điều này mà các nhà khoa học có khuyến cáo những cái trường hợp có nguy cơ bị sỏi mật như là phụ nữ trên 40 tuổi mà có từ 2 con trở lên, hoặc là những người mà đã qua phẫu thuật thì mỗi ngày nên sử dụng từ 1 đến 2 trái táo để tránh hình thành sự sỏi mật. Cái công dụng thứ 8 của táo thì đó là rất tốt đối với người bệnh tiểu đường. Đối với người bệnh tiểu đường thì táo không những là cung cấp cái nguồn năng lượng mà đồng thời còn giúp chữa trị căn bệnh này. Bởi lẽ thứ nhất thì cái đường ở trong táo là cái đường đa, cái đường phân giải chậm. Khi sử dụng thì cái lượng đường này được hấp thụ vào trong máu một cách từ từ. Từ đó mà kể cả những cái bệnh nhân tiểu đường thì cũng rất dễ dàng để xử lý cái đường này. Thứ hai thì cái đường trong táo thì đó là cái đường hoa quả, cái đường fructose, thì đây là cái đường không cần quá nhiều cái lượng insulin thì vẫn phân giải được, thì vẫn chuyển hóa được trong cơ thể chúng ta. Thứ ba thì ở trong táo thì có chứa những cái hoạt chất và flavonoid, thì những cái hoạt chất này nó có tác dụng đó là kích thích tuyến tụy sản sinh insulin. Vì thế mà khi sử dụng táo thì ngoài cái việc đó là cung cấp cái nguồn năng lượng thì táo cũng rất tốt để hỗ trợ trong cái việc để điều trị bệnh tiểu đường.
Và theo một cái nghiên cứu trên 38.000 phụ nữ thì những người ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày thì có nguy cơ là giảm thiểu tới 28% mắc bệnh tiểu đường type 2 so với những người ăn ít táo. Cái tác dụng thứ 9 của táo thì đó là cái khả năng kiềm hóa của loại thực phẩm này. Khi sử dụng táo thì sẽ giúp kiềm hóa, có nghĩa là trung hòa axit. Vì vậy mà đối với những trường hợp bị đau dạ dày do tăng tiết axit hoặc là những trường hợp bị bệnh gút do tăng tiết axit trong máu thì sử dụng táo sẽ giúp trung hòa những loại axit này và rất tốt trong vấn đề điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị những căn bệnh này. Vâng, thì thưa quý vị, như vậy là video này thì chúng ta đã tìm hiểu tương đối là đầy đủ tất cả những cái thông tin cũng như là những công dụng rất tuyệt vời từ trái táo. Hy vọng thì thông qua video này quý vị sẽ thấy yêu mến trái táo nhiều hơn và thường xuyên sử dụng loại trái cây này để bảo vệ cũng như là ngăn ngừa một số những căn bệnh cho bản thân mình. Và cũng hy vọng là video này thì đã mang lại nhiều cái giá trị cho quý vị. Nếu như quý vị thấy video này là hữu ích thì cũng giúp tôi chia sẻ với cộng đồng. Và nếu quý vị thấy yêu mến Nghĩa Vlog thì cũng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.